Tôi tên là Cao Thị Lan Hương, ở xã Cam Chín, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Khi sinh ra, tôi đã gặp khó khăn về vận động, khả năng đi lại chỉ giới hạn trong ngôi nhà của mình. Có lần tôi bị ốm, cả nhà tôi đi vắng, tôi phải từ bò, từ phòng khách vào phòng ngủ. Cảm giác của tôi lúc ấy rất là tuyệt vọng. Trong sinh hoạt, tôi gặp nhiều khó khăn, nhất là vệ sinh, tắm giặt và đi lại trong nhà. Mỗi khi giặt quần áo, hai tay tôi hay bị tê, ngồi lâu thì bị đau lưng và tê chân. Mặc dù ba mẹ, em trai rất tận tình chăm sóc, hỗ trợ cho tôi, nhưng mọi người cũng không thể ở nhà với tôi thường xuyên được. Ước mơ của tôi là có thể đi xa để được gặp gỡ nhiều người và sinh hoạt bình thường như mọi người. Thế rồi, tổ chức HI đã đến tìm hiểu và giúp đỡ cho tôi. Khi mà đi trong nhà chị có gặp khó khăn không ạ? Dạ, do chân em yếu nên em đi rất dễ bị trượt ạ. Khi mà đứng lên ngồi xuống á, chị có gặp khó khăn gì không ạ? Mỗi lần đứng lên ngồi xuống em phải cần có chỗ vịn, gặng vịn ở bên tường á, nhưng mà cũng rất là khó khăn. Là cái thanh vịn nó sẽ gắn trong tường, thì tụi em có cái hình là minh họa thì nó sẽ giống như thế này ạ. Nhìn vào đây mình thấy có cái người này họ đi đúng không? Thay vì mình đi cái Ừ. tường không cái này Dạ. thì bây giờ mình gọi thân vịn này Dạ. thì mình phải nắm vào thân vịn này mình đi Dạ. thì Nó sẽ vững hơn, nắm nó tự tin hơn là mình à. viện tường nhiều khi nó Dạ. trượt ạ. Làm cái thân vịn từ đây tới bên đầu kia ạ. Dạ. Thanh vịn thì sẽ từ tường ra khoảng 7.5 cm để mình có cái chỗ để mình nắm Dạ, nắm cho đấy mình. vào Ừ, mình vững nắm. chắc đấy. Dạ. Với lại một thanh vịn phía bên kia nữa nha. Dạ. Chị có muốn có gì thay đổi cái thanh vịn nữa không ạ? Dạ không ạ. Ngay nhìn được cái vịn bẫy giặt, xe đẩy, ghế và một số vật dụng thiết yếu khác, tôi cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Từ cháu chim mới đeo là đẹp. Cả nếu mà máy bận nó bút lóng cũng phải xá ra đấy nhỉ. Từ khi có máy giặt, tôi có thể giặt quần áo cho gia đình. Nhờ có tay vịn và ghế nên tôi đi lại trong nhà rất vững, không còn lo bị trượt ngã. Cuộc sống của tôi thật sự thuận lợi hơn rất nhiều so với Ba mẹ trước. ơi, con đi nghe. Sau vài ngày tập đi bằng xe đẩy, chuyến đi xa nhất đầu tiên của tôi là khoảng 200 mét luôn. Tôi đã đến thăm nhà ông bà ngoại. Mẹ ơi, mẹ gửi em cho mẹ mẹ cái bưởi này. Con lừa mẹ đi ngón đưa cho mẹ đọc. Có xe rồi qua bên về chơi cho luôn nha. Dạ. Nhiều người mừng cho tôi vì sau bao nhiêu năm khó khăn, bây giờ tôi đã có thể đi xa được như vậy. Tôi còn có thể đi thăm ba con hàng xóm mà không cần đến sự trợ giúp của người thân. Tôi hy vọng mình sẽ còn đi được xa hơn nữa. Tôi ước mơ sau này mình có một quán bán hàng nhỏ để có thể tự nuôi sống bản thân mình và giúp đỡ cho gia đình. Tôi thực sự rất là biết ơn tổ chức HI đã giúp đỡ cho tôi có được những thứ mà mình chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đặc biệt là HI đã giúp cho tôi tự tin hơn vào bản thân mình.